saffron. Trên tay mình đang cầm một hũ saffron bạn mình mang từ Iran về nha các bạn, trực tiếp từ Iran nhé, hàng chính hãng luôn. Chắc là bạn ấy sợ da mình bị lão hóa cho nên là tặng cho mình cái này đấy. Còn đây là sữa ấm mình đã đun ấm và một ít nước sôi ấm này, mình sẽ pha cái này trong rồi sau đó mình sẽ chờ trong cái quay trong video mình sẽ có một cốc sữa saffron và một cốc nước saffron uống cho cả ngày luôn. Cho một ít thôi nha các bạn, cho 2-3 nhị saffron vào thôi nhé. Rồi quay lên nè. Sữa thì mình đun ấm ấm thôi, tại vì sữa mà mình đun sôi thì nó sẽ bị mất hết dưỡng chất nha các bạn. Và saffron thì thực ra mình bỏ bằng nước nguội thì nó vẫn tan đấy, nhưng mà nước ấm thì cho nó nhanh tan. Đây các bạn thấy không, saffron mà thật á thì nó tan chậm chậm như thế này nè. Chứ còn nếu mà các bạn mà mua saffron ở ngoài thị trường mà không rõ nguồn gốc xong thả vào nước một thấy là nó tan ra liền. Đó là một cách mình phân biệt saffron thật và giả. Thật ra saffron là tại vì nó rất là đắt cho nên nó rất là nhiều người cố tình làm giả để bán đó các bạn. Cho nên mình phải cẩn thận mua đúng nguồn gốc. Nói chung là mình cũng thật là may mắn khi mà quen những người bạn có cái này. Đó là bây giờ mình có lẽ là mình nên nói một chút xíu về saffron ha, cho những ai mà chưa bao giờ dùng á thì có thể tìm hiểu thêm về thông tin về cái này gọi là vàng đỏ của Trung Đông á. Vì sao mình gọi là vàng không, tại vì tính ra một 100g này nè, bạn mua trên thị trường từ 200-400 ngàn là 1g nhé, 1g, và bạn tính đi 1 kg của nó lên tới bao nhiêu, mấy triệu, mấy trăm triệu không? Nó còn đắt hơn cả vàng thật của ta đó. Về bạn biết vì sao mà nó đắt không? Hằng có biết không vậy? Tại vì kiểu sản xuất cầu kỳ, sản xuất là cầu kỳ mà phải làm bằng tay. Đúng rồi, cái saffron là tên tiếng Việt là hoa nghệ tây ha, chắc là nhiều người cũng biết rồi đấy. Cái hoa này nó có đặc biệt là chỉ mọc ở vùng rất là lạnh như là Iran, vùng núi của Iran và vùng Kashmir của Ấn Độ. Thì đó là hai vùng sản xuất chính của hoa saffron. Trong đó Iran thì cho sản lượng lớn hơn, tại vì nguyên cái diện tích sản xuất hoa saffron của Iran rất là lớn và là nước xuất khẩu saffron lớn nhất thế giới. Tất cả các saffron mà để cái nhãn là của Ai Cập mà mình xin lỗi, của Ả Rập á, thực ra là người ta nhập khẩu từ Iran, sau đó người ta đóng bao bì lại và tạo dựng thương hiệu và bán ra đấy. Ví dụ kiểu của Dubai đúng không? Đúng rồi, của Dubai á. Cho nên có thể là giá nó đắt hơn á, nhưng mà thực ra hàng là xuất xứ Iran. Và cái hoa nghệ tây này nè, nó mỗi hoa nó chỉ có ba cái nhụy thôi, mà một năm nó chỉ được có một cái hoa đó. Có nghĩa là một bụi nó y như, nếu bạn tìm hiểu thì bạn sẽ thấy là nó mọc y như mọc cái bụi hành ấy. Nó chỉ nhân ra bằng củ, mà một năm nó chỉ nhân ra một số ít, và một cây thì nó chỉ cho một vài bông, một bông thì có ba nhụy thôi. Cho nên và đến khi người ta hái thì phải hái cái nụ mà chưa có nở thì nó mới ra được cái nhụy chất lượng tốt. Cho nên phải canh cái thời gian mà hoa không có non quá, nụ không có non quá mà cũng không có bị nở. Cho nên là rất là cầu kỳ, và phải hái bằng tay, thu hái bằng tay và tách cái nhụy ra cũng bằng tay luôn, hoàn toàn thủ công các bạn, rất là nhiều công. Và phải đến 50-60 kg nhụy tươi thì nó mới xoáy ra được một cái nhụy, một ký nhụy khô. Và cái giờ lao động lên tới mấy trăm giờ, rất là tốn công, rất là cầu kỳ. Và cái quá trình xấy nó cũng phải cẩn thận, không là nó làm mất hết giá trị trong cái saffron á. Cho nên nó vì vậy nó mà rất là đắt như vậy đó. Được, vì như vàng đỏ. Nói chung tình cờ hồi mình học ở Ấn Độ thì mình ban đầu mình cũng không biết saffron là gì đâu. Mình cũng chưa hề nghe đến, là hồi đó cách đây 2 năm thì mình nghĩ ở Việt Nam cũng chưa ai ra bán hết trơn á, cho nên là mình thấy rất là lạ. Rồi xong một lần mình đi lên khoa một cái bữa hội nghị á, thì người ta đãi đồ uống là cái sữa, trà sữa Ấn Độ. Nhưng mà bình thường mình uống trà sữa là nghe mùi trà nhiều hơn đúng không, nhưng mà hôm đấy là mình uống
là sữa nó có màu vàng. Thế là mình lại tưởng đâu là sữa nghệ. Rất là ngây thơ luôn các bạn. Xong là về thấy uống rất là ngon, mà uống xong á thấy người nó tỉnh hẳn, trong khi mình bình thường đi học á ngủ gật ngủ gật rồi nè, nghe thầy nói cũng xíu là ngủ luôn, mà khi nào mà hội nghị thì càng ngủ. Thế mà hôm đấy uống xong á tỉnh táo cực kỳ luôn, rồi xong mình mới nghĩ là ồ cái chắc là cái trà này nó có tác dụng đặc biệt đấy. Thế là mình về mình cũng tò mò ra mua sữa mua nghệ để về pha, mà người ta có cái hương vị của cinnamon nữa cơ, cho nên nó một chút gì đó rất là đặc Bệnh biệt đậu của Ấn khố Độ và đặc khấu. Xong xong là mình làm xong thì mình uống mình thấy nó không có giống. Thế là mình lên mình mới kể với cô bạn Ấn Độ của mình là hôm qua tao đã cố tập làm cái sữa màu vàng vàng ngoài á, nhưng mà tao bị thất bại rồi. Cái nó nói lúc đó nó mới cười quá trời, nó nói là không phải là dùng nghệ đâu mà là dùng saffron, có nghĩa là nhị hoa người Tây. Và cái này nè là nó nhìn nó đơn giản vậy thôi, và uống một lần hai ba cọng vậy thôi. Các bạn quay bên đây là nhìn nó rất là đẹp rồi nè, Đúng rồi, bây giờ nó nó bắt đầu đang mới màu mới đẹp rất phai ra một là chút đẹp, nhỉ. Từ nãy giờ mình nó là bao tan nhiêu ra mình đấy. phai ra một chút. Và nhìn nó mạnh mỏng manh thì thôi, nhưng mà tác dụng rất là nhiều đấy các bạn. Thứ nhất là uống chữa pha saffron này mỗi ngày nè là sẽ giúp bạn có tinh thần sảng khoái nha. Nếu ai mất ngủ thì sẽ ngủ ngon nha. Còn ha, những người mà hay bồn chồn lo lắng á thì sẽ có cảm giác an tâm hơn, có nghĩa là nó có tác dụng an thần ấy. Với lại khi mà mình học học bài nhiều, áp lực nhiều á, mình hay quên luôn các bạn. Nhưng mà nhờ uống cái này nè là mình cảm giác như là nó tăng trí nhớ, với lại tỉnh táo. Còn một số bạn còn bày cho bí kíp là dùng saffron này nè pha với nước hoa hồng mà các bạn, không phải pha, ý mình là bỏ vào một vài cọng trong một cái chai nước hoa hồng mà mua 50 lít, là bỏ một vài cọng thôi, thì đợi nó tan ra như thế này nè mà dùng dưỡng lên mặt á là rất là đẹp da nha. Đó là mình dưỡng từ bên ngoài, còn khi mình uống thì dưỡng từ bên trong. Và mình nhớ một cái câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó các bạn. Thì nếu mà mọi người chịu khó đầu tư cái saffron này uống đều đặn mỗi ngày là có thể trừ được cả phòng được cả bệnh ung thư nữa, tại vì theo y học chứng minh là nó rất là nhiều tác dụng, trong đó cả tác dụng là chống chống cái sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, và ngoài ra nó còn bổ cho gân cốt các kiểu nữa. Và có một cái điều bí mật mà mấy bạn Ả Rập mà nói cho mình, tiết lộ cho mình đó, đó là hồi xưa các quý cô, và phải nói là đến gọi là gì, vua chúa và hoàng hậu ở bên đó, là người ta saffron này là bí kíp luôn á, có nghĩa là nó có tác dụng bổ bổ tráng dương bổ thận và tốt cho cái chuyện Chân gối. chân gối, đúng rồi. Nói chung là nó tại vì nó có tác dụng làm khỏe toàn thân ấy, cho nên người ta cảm giác là nó khỏe cả chuyện đó Cả hồi em sang luôn. Iran thì con gái Iran công nhận là da đẹp thật đấy. Ờ Da đẹp lắm, đấy. căng, mịn in à, mà không dưỡng da nhiều như kiểu mình đâu. Đang nói tới đâu rồi nhỉ? Đang nói là cái chuyện mà các bạn độ bài cho mình này nè. Rồi xong là đến lúc mà mình biết rồi á, mình đi mua thì có một bạn kia còn còn tặng cho mình hẳn một hộp luôn á, mà có 1 gram thôi nha, mà mình tưởng đâu là ôi có chút xíu vậy á, rồi xài được bao lâu, nhưng mà ai về xài, tại vì một lần bỏ cũng có 3 cọng thôi, cho nên là cũng được vài tháng mới hết đó các bạn. Rất là lợi luôn á, lợi lợi hại nha. Có nhỏ nhỏ nhưng có vỏ. Và nữa là Chất Ấn lượng Độ đi. á, bên Ấn Độ á thì mình mua saffron này mình cực kỳ an tâm, tại vì người ta bán hàng rất là uy tín. Với lại một nguồn thứ hai nữa là Iran, mà mình chỉ tin cậy là gửi hàng của các bạn Iran cầm sang thôi, chứ còn ở trên mạng rất là nhiều người rao, nhưng mà mình cũng không chắc là ở đâu, cho Với nên cả chất lượng nữa, nói về chất lượng đúng của rồi đấy. Với lại cái như mình nói lúc nãy đấy là cái công nghệ sấy á nó ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng. Thứ hai nữa là thực ra nhị nhị này nè
tốt nhất, chất lượng cao nhất là cái nhị của cái nụ hoa mà nhị của nụ hoa mà chưa nở. Còn cái loại mà những bông hoa mà nở rồi á, thì người ta sẽ phân lại loại loại 2, loại 3 nữa. Có rất là nhiều loại nha. Loại 1, loại 2, loại 3. Cái loại 1 là loại là nhụy hoa chưa nở và là đúng nhụy luôn. Còn loại 2, loại 3 có thể là nhụy hoa nở rồi hoặc là cái cuốn nhụy á các bạn. Rồi. Xong là người ta cũng cho một chút màu vào. Xong là cho nên nó dễ, rất là dễ làm giả. Đúng rồi. Ấn Độ thì thiên đường của đồ ăn, mà trong đó là nhị hoa nghệ Tây này nè cũng là một trong những cái gia vị đặc trưng của Ấn Độ luôn á. Người ta cho vào rất là nhiều món ăn, trong đó mình như là món jamun á, món sweet, cái món đó rất là nổi tiếng ở Ấn Độ và các nước Trung Đông nữa. Khi nào mà bạn lên gọi thử jamun nhé, hay là mình sẽ đưa thêm thông tin hình ảnh cũng là thông tin cho các bạn. Món đấy là món ăn gọi là khai vị, khai vị của người Ấn và người Trung Đông. Rồi người ta có còn ngoài trà và trà nè, rồi nước uống dessert nè, rồi xong là các món đồ ngọt và bánh nè, người ta còn bỏ thêm rất trong nêm vào trong các món ăn, thường là món sweet, món ăn nhẹ người ta bỏ cái này. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn mua thì làm thế nào? Có để link Facebook cho các bạn ở bên dưới. Mình nghĩ là như vậy. Thực ra mình không phải cố tình làm cái video này để quảng cáo, mình chỉ là muốn review cho các bạn. Review của mình và chia sẻ một số thông tin mình hiểu, tìm hiểu được của cái Sanrom và kinh nghiệm sản của mình á. Nói chung là cũng nhờ cái này nè mà lúc mình học ở Ấn Độ mình mới giữ được sức khỏe mà còn sống sót chạy vậy. Nói vậy cũng không phải là quá đâu, tại vì bạn biết sao không, lúc cơ bản mình từ nhỏ lớn là đã hơi gầy còi rồi, hơi yếu rồi. Mà đến lúc sang Ấn Độ thì thứ nhất là thay đổi về thời tiết này, rồi thay đổi về đồ ăn các kiểu này, nên làm cho mình ban đầu cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà sau đó khi mà mình thích nghi dần với cái đồ ăn và cái thời tiết bên đấy rồi, mà cộng thêm là nhờ sử dụng saffron đều đặn á, thì mình thấy cảm giác nó khỏe khoắn. Và bây giờ về Việt Nam rồi thì mình vẫn giữ thói quen duy trì sử dụng này nè, và cảm giác là người mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và trẻ trung. Đó là những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Các bạn có ý kiến gì thì gửi bình luận cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào.